Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em phải thay chậu cái cây lan ngọc điểm này. Rất là tiếc luôn, phải nói là rất là tiếc luôn ạ. Tại vì cây của em nó đang phát triển rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà cái chậu của nó bị hư, tức là nó bị mục hết này. Em bẹo, mọi người có thể thấy em bẹo nó đã úng và nó mốc rất là nhiều. Như vậy thì ảnh hưởng tới bộ rễ của cây lan, nếu mình không thay nó sẽ bị thối nhũn hết luôn đó mọi người. Bữa trước em cũng có một chậu như thế này, cô chú anh chị và các bạn thấy bộ rễ của nó bám rất là đẹp luôn đó. Tại vì chậu này em cũng nói luôn là chậu này chậu thường, không phải là chậu cam xe, cho nên là nó rất nhanh mục. Cho nên cô chú anh chị và các bạn, lúc mình lựa chậu á, mình đừng có tiếc nha. Một là trồng chậu này, hôm nay em sẽ thay lại cái chậu cũ của em thôi. Chậu này bữa trước em có trồng giả hạt. Giả hạt thì thường 2 năm em sẽ thay đi một lần, thì em có thể thay vô chậu to hơn, hoặc là mình có thể thay vô những cái chậu thoáng hơn. Cho nên em sẽ sử dụng lại chậu này. Không đẹp, nhưng mà rất là, trừ trường hợp mình làm vợ thôi, chứ không là đổ bền là mãi mãi luôn đó mọi người. Cho nên hôm nay em sẽ thay nó. Bộ lá rất là đẹp luôn, chưa bị rớt lá chân luôn đó mọi người. Bây giờ em sẽ tiến hành thay. Rất là tiếc nhưng mà bắt buộc mình phải thay thôi. Em tính ráng để cho nó qua cái mùa xuân, để cho nó có hoa Tết. Nhưng mà em sợ nó bị hư cây, cho nên thôi thay xong thì mình lại phải kích rễ lại. Thì trước tiên thay á, thì đâu thì mùa bữa nay nó mưa nhiều lắm mọi người, cho nên nó cứ bị ẩm, mà chờ nó khô mới thay thì nó sợ nó lại hư hết cây luôn. Cho nên mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiến hành thay nha. Em sẽ cắt bỏ những cái rễ nó bám vô sâu trong chậu. Những cái rễ nào mà lấy được, mình cố gắng làm sao để mình lấy được những cái rễ của nó đang còn đầu xanh, đầu non, để cho cây của mình nó hạn chế bị mất sức nha. Kích rễ với em thì cũng không thành vấn đề đâu, nhưng mà khi cây lan của mình nó đang phát triển tốt đó, mà mình bỏ hết rễ thì hơi tiếc. Những cái dụng cụ để cắt vệ sinh thì mình nên xử lý, tức là mình ngâm qua Bencona á mọi người. Có thể ngâm qua Bencona nha. Cái chữ Bencona này này, cái này mình có thể mua trên Lazada hoặc là Shopee đều có nha. Cái chỗ bạn, cái này là thuốc sát trùng phổ rộng á mọi người, dùng để vệ sinh cho trâu bò sau khi sinh á, cho nên rất là lành. Nó bám rất là chắc vô trong cái chậu lan của mình, cho nên là mình có thể bẫy cho nó gãy ra. Bây giờ giá thể nó hư hết rồi. Giá thể nó hư hết rồi mọi người, mình ấy ra là thấy nó mục rồi. Đó. Cố gắng làm sao mà bứng được nguyên cái, em sẽ cố gắng để bứng nguyên cái phần gốc của nó vô trong cái chậu mới, cho nó khỏi bị mất sức. Mình làm ít rồi nó cũng quen thôi cả nhà ơi. Cả nhà thấy em tay của con gái tay hơi bị yếu, cho nên là nó cũng đấy, cô chú anh chị và các bạn nhìn này. Nếu mình để như thế này thì nó sẽ bị hư cây lan của mình luôn nha mọi người. Có một số rễ nó chưa có ảnh hưởng gì hết á. Mình sẽ ráng rồi mình sẽ kích rễ lại. Những cái đầu rễ nào hư thì mình sẽ phải cắt bỏ đi, không sử không dùng lại những cái mùn mùn gỗ. Đây ạ, mình sẽ ráng làm sao mà để cho nó còn vẫn còn nguyên cái này rễ hư rồi ạ. Hư mình sẽ cắt bỏ đi nha.
cho hướng cây về để lá không bị vặn đông và tây, hai đầu lá là nam và bắc, là cây lan của mình không bị vặn lá và rất là đẹp đó. Mọi người thấy không, bộ rễ của em vẫn chưa ảnh hưởng gì bao nhiêu nha. Sau khi đặt vào thì mình sẽ bắt đầu tiến hành chèn giá thể và mình sẽ xịt Bencona để sát khuẩn cho nó, và để cây khô hẳn hoàn toàn 2 ngày sau mình mới bắt đầu tưới thì nó không bị ảnh hưởng gì nhiều nha mọi người. Sau 2 ngày em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách kích rễ cho nó. Kích rễ 3 lần liên tục, và kích rễ thì loại nào cũng được. Mình có thể chèn giá thể to xuống dưới, giá thể nhỏ lên trên, nhưng mà cây của em thì nó vẫn đang còn một vài cái giá thể sử dụng được, cho nên em bây giờ em sẽ cho mấy cục than to xuống dưới nha. Đây ạ, than thì mình ngâm qua nước 2 đến 3 ngày. Mỗi lần ngâm thì mình nên một ngày mình rửa một lần. Một ngày mình rửa một lần thì cây nó sẽ bớt cái độ mặn đi á mọi người. Đây nó vẫn còn cái chỗ này nó vướng. Bây giờ em đã trồng xong và đã cố định chắc chắn, em sẽ pha Bencona em xịt cho nó và em để khô hẳn hoàn toàn. 2 ngày sau em mới bắt đầu tưới và kích rễ. Lúc này mình nên để cây lan ở nơi khô, thoáng, gió, tránh nắng, tránh mưa trực tiếp nha mọi người. Vì nó đang rất là yếu, mình mới thay chậu cho nó, bộ rễ của nó đang tổn thương. Nhưng mình xịt Bencona thì nó cũng sát khuẩn rồi, cho nên cũng hạn chế bị thối nhũn và bị vi khuẩn tấn công. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Nếu mà mọi người thấy video của em hữu ích thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh nha cả nhà.